Rồi, hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay cũng có mặt tại cửa hàng mô tô ở Bình Dương nha anh chị, để tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình những mẫu xe mô tô bên cửa hàng còn rất là nhiều nha anh chị nha. Chẳng hạn như là phân khúc lớn 4 máy nè, 2 máy đó, đều có đủ cho anh chị các bạn mình có thể lựa chọn nha anh chị. Đó, thể thao cũng như là cổ điển nè, nét bay có đầy đủ hết nha anh em. Đây, có ghi beo luôn đấy anh em, Vulcan siêu phẩm luôn anh chị, Sado nè. Đó, anh chị nào có nhu cầu quan tâm dòng xe nào trong video này mình có thể liên hệ qua số em có để trực tiếp trên màn hình luôn nha anh chị các bạn, cũng như là mình có thể đến địa chỉ 52 Lê Hồng Phong, Tân Long Hiệp, Dĩ An, Bình Dương để trực tiếp coi xe nha anh chị nha. Anh chị mình xem chịu khó cho em một like, cũng như là mình nhớ chia sẻ video giúp em, đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới từ bên em nha anh chị. Cảm ơn anh chị các bạn mình rất là nhiều. Đó, hôm nay là còn CB 1000 nha anh chị, với lại là CB 500X nè. Đó, và CB 650F nè anh chị, mẫu xe 4 máy ha. Ở đây là có CB 300 nữa nè. Đó, thì ở đây mình sẽ lướt một quận, sau đó mình sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình xem nha. Z300, Z300 mình sẽ quay đầu tiên nha anh chị ha. Có mẫu này thì có anh em cũng có hỏi nè. Đó, anh em mình nếu mà xem được clip này mình thấy Z300 ưng ý thì có thể liên hệ giúp em nha anh chị. Mẫu này thì một chiếc độ bô với lại là chiếc bô zin nha anh em. Đầu tiên là màu xanh 2017 nha anh em. Con này biển Sài Gòn 63.500 nè. Đó, Z300 nha anh chị nha. Hàng này, mẫu này thì hiện tại rất là hiếm nha anh chị. Ở những cửa hàng khác là không có còn xe nha anh em. Rồi, một em 63 năm nha anh chị ha. Giá cả thì anh chị nào có thiện chí, nhu cầu đó, còn bớt cho anh em mình thêm nữa nha anh em. Tiếp theo 300 2018 biển 62 luôn. Con này thì 68 năm nha anh em. 68 năm nè, bô zin. Chìa phá là còn hai chìa luôn nè anh em. Đấy, bô zin thì nổ nghe rất là huyền nha anh chị. Mẫu xe 2 máy nha anh em nha. Rồi, 68 năm và bên đây là 63 năm nha anh chị. Anh em nào có thiện chí thì còn thương lượng bớt thêm cho anh em mình nữa nha. Cho nên anh em mình cứ ưng mẫu xe nào thì cứ liên hệ giúp em nha anh chị, qua số em có để trên màn hình đấy. Rồi, tiếp tục là tới bên đây là có một chiếc A2 nè, bằng A2 đi mới được anh em. Kawasaki W175. Con này thì đăng ký lần đầu 2020 anh em, biển Sài Gòn luôn. Xe nguyên zin nha anh chị. Đó, biển số Sài Gòn. 50 bữa 57 58 57 vậy nè, hôm nay là còn 55 nha anh em. Hôm nay là còn 50 55. Chắc xe còn zin nha anh em. Đẹp lắm. Anh chị mình có thiện chí thì liên hệ nha. Còn bớt mạnh tay cho anh em mình luôn. Phía trên này thì còn CB 150 với lại là CB 300 nha anh chị, xe mới luôn. Xe mới chưa lăn bánh nha anh em. Đây, 109 triệu. Anh em mình có nhu cầu xe mới thì lấy chiếc này nha anh em, CB 300. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha anh chị nha. Ở đây còn chiếc hai chiếc màu đỏ hết. Toàn bộ màu đỏ luôn anh em. Chiếc trong này cũng xe mới nè. Mẫu xe CB 300 nha anh chị các bạn, nhập Thái Lan nha. Anh em mình thích phân khúc nhỏ thì xe qua sử dụng thì lấy CB 150 nè. Ở dáng thì nó cũng heo heo giống thịt nhau anh em. Chỉ khác cái bô ha, với lại máy thôi. Chiếc này thì có 69 năm anh em, biển 62 219 là CB 150 á. Anh em mình thích CB 300 qua sử dụng thì lấy 219 nè, biển 61 77 triệu nha anh chị. Đó, 77 triệu có xe màu đen luôn. Xe mới, xe cũ đều có nha anh chị các bạn. Đây. Chiếc màu đỏ là xe mới, bên đây là xe qua sử dụng nè. Còn đẹp lắm. Chiếc này đi được 15.000 cây nha anh em, 15.120 cây. Đó. Rồi, 77 triệu nha anh em. Còn thương lượng bớt mạnh tay cho anh em mình luôn khi có liên hệ ha. Bên đây thì có ghi beo 300 là bán rồi nha anh chị. Cho quà ha. Còn một chiếc xe độ nè. Xe này là độ nguyên chiếc. Luôn nha anh chị. Kiểu dáng phốp pho in solo nè, máy là zin nha anh chị, chỉ đổ độ những ốp món đồ chơi bên ngoài thôi nha anh em. Đẹp lắm, 2018 biển 61 105 triệu nha anh em.
105 nha. Đó. Anh em mình thích xe zin thì cũng còn xe zin nha anh chị. Đó, xe zin thì 92 triệu nha anh em. Đó, xe zin này 92 triệu, còn một chiếc đi hơn 1000 cây gì á. Anh em mình thích beo zin thì cứ liên hệ đi, bên cửa hàng sẽ gửi cho anh em mình xem. Đi mới có hơn 1000 cây xíu à. 92 ha, xe nguyên zin luôn. Đó, dòng 300 nha anh em. Ở đây là có Vulcan 650S nè, 2018 biển 61 nha anh em. Biển 61. Con này hiện tại là 139 nha anh chị. À, 139 triệu. Vulcan 650S còn một chiếc duy nhất luôn. Siêu phẩm nè anh chị ơi. Honda Shadow. À, con này là Shadow 750 nha anh em. 208 biển là 60. 109. Đó, 109 triệu nha anh em, xe nguyên zin luôn á. Đó, xe nguyên bản zin nha. Anh em mình có đi dòng này thì cũng biết nha. Có lắp thêm một số món đồ chơi thôi, còn nhiều là mọi thứ là zin theo xe nha anh em. Đây, cản này là lắp thêm nha anh em. Với lại là gác chân lắp thêm nè. Đó, gác chân lắp thêm rất là to nha anh chị. Đây. Cản trước. À, còn mọi thứ là nguyên bản zin theo xe hết nha anh em. Shadow 750 nha anh chị ơi. 209 triệu, 208 biển 60, có hỗ trợ anh em mình sang tên rút hồ sơ là đều được hết nha anh chị ha, rút hồ sơ sang tên là ok. Rồi mình sang qua đây là có mẫu CB 1000 nha anh chị, cũng siêu phẩm đó nè. Xe này thì đăng ký lần đầu 2018, có lên chống đổ chợ sáng bô, mẫu xe 4 máy nha anh em. Rồi kính zin là còn đầy đủ theo xe nữa nè. Biển Sài Gòn 249 triệu nha anh em. CB 1000 nha anh chị ha. Ở trong quá trình xem anh chị mình cần coi chi tiết rõ hơn có thể liên hệ giúp em nha anh chị. Ở cho nên trên video thì em có dòng xe này em lướt lẹ, anh chị mình thông cảm bỏ qua ha. Tiếp tục là bên đây là có Honda CB 500X nha anh em, còn một cặp luôn nè. Đó, màu đen với là màu đỏ. Xe màu đen thì nguyên zin luôn. Đó, không có lên đồ chơi gì hết anh em. Còn xe bên màu đỏ bên đây là chủ trước người ta có ốp một, nói chung là full đồ chơi luôn anh em. Anh em mình mua về là không có lắp thêm món gì hết nè. Kính chắn gió còn ha. À, chống đổ khung nè và hai cái đèn chợ sáng nè anh em. Đó. Chỗ để cho anh em mình để cái bình nước nè. Thì với lại là full ba cái thùng ở phía sau luôn cho anh em mình để đồ đi phượt đi chơi rồi thoải mái vô tư luôn. Đó, ba thùng nha anh em. Còn xe này thì anh em mình mét 6 65. Đó, 65 là mình đi ok được rồi. Đó, mẫu này thì anh em mình lưu thông trên đường á, mình gặp những anh áo vàng ưa đi á anh em là đi mẫu thứ này nè nha. Rồi ok, báo giá luôn, 219 biển 67, 128 triệu nha anh em. 128 giá là còn thương lượng cho anh em mà thêm nữa nha anh em. Tiếp tục 219 biển Sài Gòn, con này hiện tại là 137 năm nha anh em. 137 năm. Đó. Xe không có lên đồ chơi gì hết, chỉ là hình như là thấy có lên được cái cản phía sau để mình đang gắn thùng ghi bi cho anh em, thùng giữa đó, còn mọi thứ là nguyên zin theo xe. Ok nha anh em mình thích lớn hơn 4 máy thì lấy CB nè, CB 650F anh em, đăng ký lần đầu 2022 luôn, biển 43 nha anh em. Đó, xe còn rất là đẹp luôn nè. Màu đen nha anh chị, nguyên bản zin, bô zin, đuôi zin luôn. 140 145 nha anh em. Đó, 145 triệu, giá còn thương lượng cho anh em thêm cho anh em mình nữa nè. Đó, ok ha anh chị. Tiếp tục là ở đây là mình có mẫu xe tay ga phân khối lớn nha anh chị, có SH350i nè. Với lại là XMAX 300 nè anh em. Mẫu xe này rất là lạ anh em, xe to lắm. Khá là to luôn anh chị. Mẫu này rồi cho anh em mình trông cũng khá lạ ha, của nhà Yamaha. Con này 2024 biển 66 luôn, 133 triệu nha anh em. Chìa khóa xài thì chìa khóa thông minh, xe nguyên zin nha anh em. Đó, biển 66 nè, biển số khá đẹp nha anh em. Đó, anh em mình cần những mẫu xe tay ga phân khối lớn này thì mình liên hệ nha. Đó, SH thì 350 thì hơn 100 xíu à. Ở đây 160i nữa nè. Xe còn đẹp lắm nha anh em. Ngoài ra thì ở đây
150 thì có rất là nhiều mẫu xe nha, chẳng hạn như là MT nè, Vision anh em, G15V3 nè, rồi SU, GDS bản S nha anh chị các bạn, với lại là CBR150 nữa, bản mới luôn anh em, khách đang coi xe. Ok, thì video hôm nay thì mình chỉ cập nhật những mẫu xe phân khối lớn thôi nha anh chị. Anh chị nào có quan tâm những mẫu phân khúc nhỏ 150, 155 thì mình có thể liên hệ giúp em, hoặc là để lại bình luận bên dưới, lớp sau em sẽ quay cho anh em mình xem ha, chi tiết những mẫu xe đó nha anh em. Đó thì chắc lẽ là em xin tạm dừng video tại đây nha. Và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video ha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.